Sáng hôm nay em cập nhật clip mẹ con được bao bê muối tiêu nha anh chị. Mẹ là bu xin đẻ lứa 2, gieo tinh lại bao bê tiếp 1 tháng 14 ngày. Đó, con thì pin lực tầm trên 3 tháng nha anh chị. Nó quá trời cái đích không, muối tiêu đích lưng đôi đích đôi anh chị ơi. Đó, thì anh chị gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để trong hình. Đó, mẹ con là giá yêu thương cho anh chị luôn. Đó, cu giái hoàn thiện, lưng thẳng đòn dài đích độ nha anh chị. Đó, thì con này giờ giá trị cũng 13 14 triệu rồi anh chị ơi. Đó, thì con mẹ thì nó mẹ con thì cân đổi giá 31 triệu bao ship thành phố Tân An. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ trao đổi vào giống. Đó, cu giái hoàn thiện nha anh chị. Mẹ thì bơm lại 3B tháng 14 ngày, bao lòi lú nghiêm chỉnh cho anh chị luôn. Bao tạc lỗi, bò này mẫu mẹ con thả đồng cũng được anh chị ơi. Dễ ăn uống, dòng 3B F1 thì nuôi nữa dỗ béo đường dày rất là ngon. Rồi anh chị thấy clip hay, kênh hay được cho em lượt đăng ký chia sẻ, em cảm ơn nhiều.